Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chuyên mục Chinh phục 3.000 từ vựng tiếng Hàn thông dụng trong 30 ngày. Hôm nay là ngày thứ 14 và chủ đề mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là chip, nhà ở. Chủ đề này hơi dài cho nên mình sẽ chia làm 2 ngày các bạn nha. Ngày 14 và 15. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Và link để luyện tập từ vựng và chơi trò chơi trên Quizlet thì mình sẽ vẫn để ở phần mô tả phía dưới video. Các bạn lên đó để học, luyện tập và chơi trò chơi để nhớ từ vựng nhanh hơn và lâu hơn nha. Chúng ta cùng bắt đầu ha. Bất động sản. Phù tông sản. Phù tông sản. Phù tông sản. Chung cư. Apartment. 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 Nhà riêng. Chu thạch, chu thạch, chu thạch. Chủ nhà. Chịp chu in, chịp chu in, chịp chu in. Ở đây chúng ta có biến âm chu thành chu, tức là đọc thành phụ âm tăng, bởi vì phía trước của nó là bà chim hy ực. Người cho thuê nhà. Im tê in, im tê in, im tê in. Ở đây chúng ta có thể học thêm được một danh từ đó là im tê, có nghĩa là cái việc cho thuê. Và động từ thì chúng ta dùng im tê ha tả, có nghĩa là chúng ta cho thêm ha tả vào. Im tê ha tả là cho thuê. Người thuê nhà. Im cha in, im cha in, im cha in. Ở đây chúng ta học thêm được danh từ im cha là cái việc đi thuê. Và im cha ha ta có nghĩa là động từ đi thuê. Cho thuê. Im te he chu ta. Im te ha ta, ban nãy mình có nói với các bạn. Động từ im te ha ta có nghĩa là cho thuê rồi. Nhưng chúng ta cũng có thể kết hợp thêm cái dạng ngữ pháp a o chu ta vào đây. Cái cấu trúc làm gì cho ai kết hợp với im ta, im te ha ta sẽ thành im tê chủ đà, im tê he chủ đà, im tê chủ đà. Hoặc chúng ta có thể dùng từ pin leo chủ đà, pin leo chủ đà, pin leo chủ đà có nghĩa là cho mượn hay cho thuê, cho vay. Thuê. Im cha ha đà, im cha ha đà, im cha ha đà. Lúc nãy mình đã nói từ này rồi phải không các bạn? Và chúng ta cũng có thể sử dụng từ 빌려쓰다, 빌려쓰다, 빌려쓰다. Ở đây các bạn có thể sử dụng từ 빌리다 nữa nha. Pinlita thì cái từ 빌리다 này có nghĩa là mượn hoặc là vay, thuê. Và nó kết hợp, nó chia về dạng IO thì sẽ là pin leo cộng với sư tả. Sư tả là dùng. Chúng ta thuê hoặc chúng ta mượn để mà dùng. Đó, thì ba từ này dùng đều được. Chỗ ở, nơi cư trú. Khò chu chỉ. Khò chu chỉ. Khò chu chỉ. Địa chỉ. Chu sổ. Chu sổ. Chu sổ. Tiền đặt cọc. 보증금. 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 Tiền thuê nhà. 집세. 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 Ở đây chúng ta có biến âm 세 thành 세, tức là biến thành âm căng bởi vì phía trước của nó là bà chim hy ực. Tiền thuê theo tháng, hay là thuê trả tiền theo tháng, hay là nhà cho thuê theo tháng thì chúng ta đều có thể sử dụng từ 월세, 월세, 월세. Với động từ chúng ta có thể sử dụng thêm 하다, động từ thì chúng ta cho thêm 하다 vào. Còn nhà cho thuê theo tháng thì chúng ta có thể cho thêm từ 집 để cho rõ ràng hơn. Tiền thuê trả một lần, hay là thuê mà có đặt cọc luôn một lần. 전세, 전세, 전세.
Một tòa chung cư. 아파트의 한 동. 아파트의 한 동. 아파트의 한 동. Ở đây 아파트 là từ mượn. Từ mượn của tiếng Anh có nghĩa là chung cư. E có nghĩa là của, và ở đây chúng ta sẽ biến âm cái ư thành e. Han là một, tôn là tòa. Khu chung cư. 아파트 단지. 아파트 단지. 아파트 단지. Tiền điện. 전기요금. 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 전기 là điện và 요금 là các loại phí. Điện nước. 수도와 전기. 수도와 전기. 수도와 전기. 와 có nghĩa là và. 수도 là nước và 전기 là điện. Tiền ga. 가스요금. 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 Đường ống cấp nước. 상수도. 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 Phòng khách. 거실. 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 Bản hợp đồng. 계약서. 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 Ở đây chúng ta có hai biến âm. Thứ nhất là nguyên âm y, ở đây đọc thành e bởi vì phía trước của nó là phụ âm ki yok. Thứ hai là phụ âm siot ở đây sẽ biến thành phụ âm căng, đọc là so. So bởi vì phía trước của nó là phát âm ki yok. Phí quản lý. Quản lý phí. Quản lý phí. Quản lý phí. Như các bạn biết thì phụ âm rin thì nếu như mà đặt ở âm tiết giữa chứ không đặt ở âm tiết đầu của một từ thì chúng ta sẽ đọc theo âm r, giống như chữ r tiếng Việt. Thế nhưng mà khi mà phía trước của nó đi liền phía trước của nó là phát âm ni ẩn như thế này thì chúng ta sẽ đọc nó thành l các bạn ha. Quản lý. Cửa lớn, cửa chính. Te mùn. Te mùn. Te mùn. Phòng đơn. Thúc bằng. Thúc bằng. Thúc bằng. Sân. Ma tàng. Ma tàng. Ma tàng. Văn phòng bất động sản. Phù tông san chung kê xà. Phù tông san chung kê xà. Phù tông san chung kê xà. Phòng bếp. Phu ọc. Phu ọc. Phu ọc. Hoặc là chu phòng. Chu phòng. Chu phòng. Ở đây chúng ta lưu ý nguyên âm o hay là o u trong tiếng Hàn. O o u trong tiếng Hàn thì chúng ta đọc thật là tròn môi. Nhất là khi mà cái phát âm của nó là những phát âm đọc theo cái phụ âm kha hoặc là phụ âm y ưng các bạn ha. Khi dọc và y ưng á, thì khi đó chúng ta sẽ tròn môi và không có ngậm môi cho đến tận khi đọc xong cái âm tiết đấy. Giống như trong tiếng Việt thì chúng ta có từ xong, làm xong á các bạn, hoặc là son, cái son á. Thì cái từ son là chúng ta phải tròn môi cho đến tận khi kết thúc cái âm tiết đó đúng không? Còn cái từ xong là khi kết thúc cái âm tiết đó chúng ta thấy là miệng môi của chúng ta đang ngậm, đang khép. Thế thì cái nguyên âm O, O và U trong tiếng Hàn khi kết hợp với những cái phát âm mà đọc theo khi dọc hoặc là đọc theo y ưng thì nó cũng theo cái quy tắc tròn môi cho đến tận khi kết thúc cái âm tiết đó. Chỉ có điều là tiếng Việt của chúng ta thì chỉ có nguyên âm O là có cái dạng O tròn đấy thôi. Còn trong tiếng Hàn thì có cả O, O và U. Tiếp theo chúng ta có từ nhà mới. Xe chịp. Xe chịp. Xe chịp. Phòng chính, phòng trong. An bằng. An bằng.
An bàn Phòng tắm Dốc xìl Dốc xìl Dốc xìl Ở đây chúng ta có biến âm. Cái phụ âm xìl ở đây, chúng ta sẽ biến nó thành phụ âm căng là sang xìl. Xìl sẽ đọc thành xìl Xìl Căng hơn một chút, bởi vì phía trước là phát âm kỳ dọc. Phòng khép kín Uôn lùm Uôn lùm Uôn lùm Ở đây chúng ta lại đọc riêng thành L, đọc theo âm L, bởi vì phía trước của nó là phá chim niên. Tiền phạt hợp đồng Vì giác cầm Vì giác cầm Vì giác cầm Ở đây chúng ta có biến âm, phụ âm kỳ dọc sẽ biến thành phụ âm căng sang kỳ dọc, bởi vì phía trước là phá chim kỳ dọc. Nhà hay là phòng thuê mà tự nấu ăn Chà chư phòng Chà chư phòng Chà chư phòng Ở Hàn Quốc có hình thức thuê nhà là ha súc chít nữa. Đấy là hình thức ở chung với chủ nhà và được chủ nhà nấu ăn cho. Thế thì cái hình thức chà chư phòng này nó sẽ ngược lại, đó là sẽ phải tự nấu ăn, phải tự túc. Khu dân cư Chù thích cỏ Chù thích cỏ Chù thích cỏ Ở đây chúng ta có biến âm khi dọc thành sang khi dọc, bởi vì phía trước của nó là phải chi khi dọc. Phí môi giới Chùng kê su su rio Chùng kê su su rio Chùng kê su su rio Người môi giới Chùng kê in Chùng kê in Chùng kê in Chuyển nhà chọn gói Pô trang y xà Pô Trang y xà Pô trang y xà Nhà trọ mà có chủ nhà nấu ăn cho. Và lúc nãy mình nói chúng ta có từ ha súc chịp Ha súc chịp Ha súc chịp Ở đây chúng ta có biến âm từ chịp thành chịp, tức là đọc căng hơn, bởi vì phía trước có phá chim khi dọc, cho nên chúng ta biến cái phụ âm đơn này thành phụ âm đôi tương ứng, hay còn gọi là phụ âm căng. Nhà truyền thống của Hàn Quốc Hanok 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 Sống chung ở tập thể Hapsuk 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 Ở đây chúng ta lại có biến âm, phụ âm siot biến âm thành phụ âm căng tương ứng của nó, đó là san siot, bởi vì phía trước là phát sinh hi ực. Cái thứ hai, các bạn để ý ở đây là nguyên âm U, đúng không? Nguyên âm U mà phát âm là khi dọc hay là y ưng. Thì như lúc nãy mình nói, chúng ta sẽ đọc mà tròn môi cho đến tận khi kết thúc cái âm tiết đó. Chúng ta đọc là sục, chứ không đọc là sục nhé các bạn. Hấp sục nhé, hấp sục, chứ không phải là hấp sục. Nhà vệ sinh Hoa trang xìa Hoa trang xìa Hoa trang xìa Chuyển nhà Y sa ha ta Y sa ha ta Y sa ha ta Cái từ Y sa ha ta này chúng ta chỉ dùng cho chuyển nhà thôi nha các bạn, không dùng cho chuyển văn phòng nhé. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng từ 집을 옮기다 집을 옮기다 집을 옮기다 Ở đây chúng ta nối âm 벌 Cái thứ hai là phát âm riêng mi âm thì chúng ta đọc theo mi âm nhé, đọc theo cái phụ âm sau ha các bạn. Và đối với cái động từ ốm ghi tà này thì chúng ta sẽ phải dùng kèm với tân ngữ là chịp như thế này, và nó có thể sử dụng cả với văn phòng nữa. Ví dụ chuyển văn phòng chúng ta sẽ có là Samusil ốm ghi tà Samusil ốm ghi tà Thế thì cái từ ý xa tà này chỉ dành cho chuyển nhà thôi, và chúng ta không dùng với chỉ per ở phía trước nữa các bạn nhé. Xây mới Kế trúc ha đa Kế trúc ha đa Kế trúc ha đa Ở đây chúng ta sẽ có biến âm phát âm kỳ dọc kết hợp với phụ âm khi ực này thành cái phụ âm bật hơi tương ứng của nó, đó là khi ực. Cho nên chúng ta đọc là Kế trúc ha đa Kế chu ka da
Hoặc chúng ta có thể cho thêm trẻ con vào đây. Kẻ chúc chê con na ta. Kẻ chúc chê con na ta. Kẻ chúc chê con na ta. Ở đây từ chè này, chúng ta sẽ đọc căng hơn thành chè. Bởi vì phía trước của cái phụ âm chiệt này là phá chim kỳ dọc. Cái biến âm thứ hai đó là phá chim nhiệt này. Khi gặp phụ âm khiệt ở phía sau thì coi cái khiệt này là phụ âm câm luôn, và chúng ta nối nhiệt này lên đọc thành nà. Hoặc chúng ta có thể sử dụng từ sero chitta. Sero chitta. Sero chitta. Sạch sẽ. Kê cư tha ta. Kê cư tha ta. Kê cư tha ta. Ở đây chúng ta có biến âm. Cái âm tiết cất nó kết thúc bằng phát chim si ột. Và si ột thì đọc theo ti cực. Mà cái phát chim nào được đọc theo ti cực liền phía sau của nó mà là phụ âm hiệt như thế này, thì cái ti cực đó kết hợp với hiệt này thành phụ âm mật hơi tương ứng của nó, tức là thi ực. Thi ực. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ đọc cái âm tiết này thành cư, và ha thì đọc thành tha. Kê cư tha tạ. Bẩn thỉu. Thò róp tà. Thò róp tà. Thò róp tà. Đầm ấm, ấm áp, dễ chịu. À nư kha tà. À nư kha tà. À nư kha tà. Tao nhã, gọn gàng, xinh xắn, hay là thanh tao. À ta ma ta. À ta ma ta. À ta ma ta. Ở đây chúng ta cũng có một cái biến âm phà chim ni ừm, mà đi biển phía sau nó là phụ âm khi ực. Thì cái phụ âm khi ực này sẽ coi như là phụ âm câm, và chúng ta lại nối cái phà chim này lên với nguyên âm A. Vậy là đọc là à ta ma ta. À ta ma ta. Hết hạn hợp đồng. Kê yak ki kan ni kinna ta. Kê yak ki kan ni kinna ta. Kê yak ki kan ni kinna ta. Ở đây chúng ta có biến âm nguyên âm dê đọc thành e, bởi vì phía trước của nó là phụ âm khi dọc. Mình đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà mình cứ nhắc lại để cho các bạn, nếu như mà chưa quen với biến âm thì các bạn sẽ nhớ tự nhiên hơn là chúng ta ngồi học thuộc từ nguyên tắc một ha. Cái biến âm thứ hai đó là phụ âm khi dọc, ở đây biến thành phụ âm căng là sang khi dọc, bởi vì phía trước của nó là bà chim khi dọc. Cái biến âm thứ ba đó là thi ở đây, chúng ta đọc thi ở theo phụ âm ti cực đúng không, tức là giống chữ tờ trong tiếng Việt mình ấy. Liền phía sau nó lại là phụ âm ni ẩn như thế này, thì nó sẽ có cái sự ảnh hưởng âm của nhau, và cái ti cực này nó sẽ chuyển thành ni ẩn. Vậy nên là kích sẽ đọc thành kinh. Kinh na tả. Các bạn lưu ý nhé. Kinh na tả nhé. Và ở đây chúng ta nhớ nối âm. Không khí tốt. Khung khí ga chô thả. Khung khí ga chô thả. Khung khí ga chô thả. Ở đây chúng ta có một cái biến âm. Cái từ chô thà này, có nhiều bạn cứ đọc là chốt tà, nhưng không phải là chốt tà các bạn nha. Chúng ta sẽ có biến âm cái phụ âm ti cực ở đây, đi liền phía sau của cái phát chim hiệt, thì chúng ta sẽ biến nó thành phụ âm bật hơi tương ứng của nó, đó là thi ực. Cho nên thà sẽ đọc thành thà. Thà bật hơi. Và cái hiệt này, bởi vì đã kết hợp với cái phụ âm phía sau rồi, cho nên phía trước chúng ta sẽ không đọc là chốt hay chột gì cả, chúng ta đọc là trồ thôi. Tức là bỏ luôn cái phát chim hiệt này đi, đọc là trồ. Và cái sau thì chúng ta biến thành âm bật hơi là thả, trồ thả, trồ thả. Giao thông tốt. Kiểu thông y chô thả. Kiểu thông y chô thả. Kiểu thông y chô thả. Kiểu thông y phiên li hà tả. Kiểu thông y phiên li hà tả. Kiểu thông y phiên li hà tả. Ở đây chúng ta sẽ biến cái ri âm này đọc theo cái âm L, giống như âm L tiếng Việt. Bởi vì phía trước của nó là phát chim ni ẩn. Không khí không tốt. Khung khí ga nạp bư tả.
không khí ga nạp bư tả. Không khí ga nạp bư tả. Giao thông bất tiện. Kiểu thông y nạp bư tả. Kiểu thông y nạp bư tả. Kiểu thông y nạp bư tả. Hoặc là kiểu thông y bùi phiên na tả. Kiểu thông y bùi phiên na tả. Kiểu thông y bùi phiên na tả. Ở đây chúng ta có biến âm. Phụ âm khi được đi phía sau của phát trinh ni ẩn. Cho nên chúng ta sẽ không sẽ coi cái hiệu này là phụ âm câm luôn và nối thẳng cái phát trinh này lên. Đọc là na. Thiết bị sưởi hoạt động tốt. Nàn băng y chảy tuê tả. Nàn băng y chảy tuê tả. Nàn băng y chảy tuê tả. Đã được trang bị đầy đủ đồ. Thà gạch chua cho ít tả. Thà gạch chua cho ít tả. Thà gạch chua cho ít tả. Ở đây chúng ta có thà, có nghĩa là toàn bộ, tất cả hoặc là xong. Gạch chua tả, động từ gạch chua tả có nghĩa là trang bị. Nó chia sang dạng a o chỉ tả, tức là thành bị động, được trang bị. Và chia cái chỉ tả sang dạng a o tiếp. Ao itta. Ao itta có nghĩa là duy trì trạng thái, đang ở cái trạng thái là được trang bị toàn bộ đầy đủ rồi. Phòng sáng sủa. Phòng y hoan na ta. Phòng y hoan na ta. Phòng y hoan na ta. Hoặc là phòng y phạc ta. Phòng y phạc ta. Phòng y phạc ta. Ở đây chúng ta sẽ đọc cái phạt chim đôi này theo phụ âm thứ hai, đó là khi nhỏ. Phòng tối tăm. Phòng y ở túc tà. Phòng y ở túc tà. Phòng y ở túc tà. Trả tiền đặt cọc. Bổ chứng cân mưu nè tà. Bổ chứng cân mưu nè tà. Bổ chứng cân mưu nè tà. Và ở đây có những người người ta nói nhanh thì sẽ có biến âm ở đây rất rõ ràng các bạn nhé. Đó là phát trinh riêng, đi liền phía sau là phụ âm ni ẩn. Thì cái ni ẩn này chúng ta sẽ đọc theo phụ âm L luôn. Phổ chân cơ mân lè tả luôn các bạn. Cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị tốt. Si sao ri chô thả. Si sao ri chô thả. Si sao ri chô thả. Vị trí tốt. Vị trí ga chô thả. Vị trí ga chô thả. Vị trí ga chô thả. View đẹp, tầm nhìn đẹp. Tròn mang y chô thả. Tròn mang y chô thả. Tròn mang y chô thả. Phong cảnh xung quanh đẹp. Chủ biên kháng chi ga chô thả. 주변 경치가 좋다. 주변 경치가 좋다. Nhà xây đã lâu, nhà cũ. 지은 지 오래되다. 지은 지 오래되다. 지은 지 오래되다. Ở đây nó có gắn liền với một cái ngữ pháp mà chúng ta học ở sơ cấp 2. Đó là 은연 지 cộng với thời gian, cộng với tuê tà hay là chí na tà, khư rư tà chẳng hạn, hoặc là nông tà, có nghĩa là làm gì đó được bao lâu. Còn chí ưn, chí nó xuất phát từ động từ chí tà là xây đó các bạn, xây chia thành chí ưn gì cộng với thời gian, đây thay bằng ố đè là lâu hoặc là cũ, và tuê tà là được, đúng nhỉ? Xây nhà đã được lâu rồi. Hoặc chúng ta có thể dùng từ chí phi nực tà. Chí phi nực tả. Chí phi nực tả. Ở đây có nghĩa là nhà cũ. Gần ga tàu điện ngầm. Chí ha cho lọc kẻ gió khá cấp tả. Chí ha cho lọc kẻ gió khá cấp tả. Chí ha cho lọc kẻ gió khá cấp tả. Ở đây chúng ta có đọc cái phát trinh riêng này nối lên thành phụ âm L, bởi vì phía sau của nó là nguyên âm yo các bạn ha. Xung quanh nhà yên tĩnh.
집 주변이 조용하다. 집 주변이 조용하다. 집 주변이 조용하다. Ở đây chúng ta có biến âm chu thành chu, tức là đọc thành phụ âm căng, bởi vì phía trước của nó là bài chim hy ực. Xa. Mơ-ta. 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 Xa và gần thì chúng ta sử dụng giống nhau, đó là dùng với tiểu thư ế-so. Lúc nãy chúng ta vừa có từ ở gần ga tàu điện ngầm đúng không các bạn? Dùng với tiểu thư ế-so. Vậy thì ở đây từ xa này chúng ta cũng dùng với ế-so nhé. Hoặc có thể dùng với những cái tiểu từ và như là hako, wakwa hoặc là irang. Hoặc cũng có thể sử dụng mà tiểu từ kachi nữa các bạn nha. Ồn ào, ầm ĩ. Shikurotta. 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 Trả tiền thuê nhà. Jipse-ril neda. Jipse-ril neda. Jipse-ril neda. Ở đây chúng ta có biến âm phụ âm siêu đọc thành phụ âm căng là sang siêu, cho nên C sẽ đọc thành C, bởi vì phía trước là phát sinh phi ực. Cái thứ hai là phụ âm ni ở đây chúng ta cũng có thể biến âm thành phụ âm bật thành phụ âm riêng đọc là L, bởi vì phía trước nó là phát sinh riêng. Riêng cộng với ni ẩn thì sẽ đọc thành L các bạn ha. Tăng giá tiền thuê. 집세를 올리다. 집세를 올리다. 집세를 올리다. Ở đây cái C này thì như lúc nãy mình nói là chúng ta đọc thành âm căng. Cái thứ hai là phát âm riêng đi liền với phụ âm riêng. Hai cái riêng chúng ta sẽ đọc thành L. 올리다. Giảm tiền thuê nhà. 집세를 내리다. 집세를 내리다. Ở đây chúng ta đọc C thành C âm căng, vì phía trước phát âm thì mình nói rồi. Cái thứ hai là niên ở đây chúng ta cũng có thể biến âm nó thành cái phụ âm riêng. Phụ âm riêng ha các bạn, bởi vì phía trước của nó là phát âm riêng, cho nên chúng ta sẽ đọc cái này thành le được nhá. 집세를 내 집세를 내리다 đó các bạn. Xem nhà. 집을 보다. 집을 보다. 집을 보다. Chúng ta nối âm ha các bạn. 덮 nhà, chuẩn bị nhà. 집을 장만하다. 집을 장만하다. 집을 장만하다. Ở đây chúng ta nối âm. Và 받침 니은 khi đi liền về sau nó là phụ âm hiệt. Thì cái hiệt này chúng ta lại coi nó là phụ âm câm luôn á. Tức là nối cái niềm này lên, đọc thành na. Hoặc chúng ta có thể dùng từ 집을 마련하다. 집을 마련하다. 집을 마련하다. Từ từ quan sát xung quanh. 천천히 둘러보다. 천천히 둘러보다. 천천히 둘러보다. Khi chúng ta đi tìm mua nhà hoặc thuê nhà, chúng ta phải quan sát kỹ xung quanh rồi mới quyết định có chọn căn đó hay không, đúng không? Chúng ta có từ vựng này. Ở chon chon ni, ở đây nó là phó từ, có nghĩa là từ từ, dần dần. Còn thù lo bồ đà có nghĩa là nhìn quanh, ngắm xung quanh. Chúng ta có biến âm. Phụ âm hiệt ở đây chúng ta coi là phụ âm câm, bởi vì phía trước là phụ âm ni ẩn. Cho nên chúng ta, ở đây chúng ta sẽ nối cái ni ẩn này lên với nguyên âm y, đọc là nhì. Cái thứ hai là phụ âm riêng ở đây chúng ta đọc thành theo cái âm L, bởi vì phía trước là phát âm riêng. Nhiều ánh sáng chiếu vào tốt. 햇빛이 잘 들다. 햇빛이 잘 들다. Ở đây chúng ta còn nối âm chỉ và biến âm. Cái phụ âm hiệp này chúng ta sẽ đọc thành sang piệp, bởi vì phía trước là một cái phụ âm đọc theo ti cực. Siêu là chúng ta đọc theo ti cực, tức là giống chữ tờ trong tiếng Việt mình á. Nhận lại tiền đặt cọc. 보증금을 돌려받다. 보증금을 돌려받다. 보증금을 돌려받다. Ở đây chúng ta nối âm
mer. Và ở đây thì hai riêng đi liền với nhau, chúng ta sẽ đọc theo âm la, tức là giống chữ l trong tiếng Việt mình á. Nhỏ nhắn bé bé. Cha cứ ma ha ta. Cha cứ ma ha ta. Cha cứ ma ha ta. Thanh tao nhã nhặn, cao sang cao thượng. Khổ sang ha ta. Khổ sang ha ta. Khổ sang ha ta. Chỉnh tề tươm tất hoặc là sảng khoái dễ chịu. San tư tha ta. San tư tha ta. San tư tha ta. Ở đây chúng ta có biến âm. Cái bài chim chia ột này chúng ta đọc theo phụ âm ti cực, tức là giống phụ âm tờ trong tiếng Việt mình, đúng không các bạn? Vậy thì cái ti cực á, khi mà kết hợp với phụ âm hiệt liền nhau như thế này thì nó sẽ chuyển sang cái phụ âm bật hơi tương ứng của nó. Phụ âm bật hơi đó là thi ực. Và nó nối, nó kết hợp với cái nguyên âm A này đọc thành tha. Thi ực với A là tha mà các bạn, đúng không nhỉ? Thế thì phía trước chúng ta sẽ không đọc là tức nữa, mà chúng ta chỉ đọc là tư thôi. Bỏ cái bà chim này đi vì nó đã kết hợp với phía sau rồi. San tư tha tả. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong phần 1 của những từ vựng tiếng Hàn thông dụng với chủ đề chịp là nhà ở. Ở video lần sau thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn tiếp tục cái chủ đề này với nhiều từ vựng hơn nữa các bạn nha. Link để luyện tập từ vựng trên Quizlet thì mình để ở phần mô tả phía dưới video. Các bạn lên đó luyện tập để nhớ từ vựng lâu hơn nhé. Video hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào 여러분, 오늘도 공부하시느라 수고 많으셨고요. 다음 시간에 또 집을 주제로 세단어를 알아보도록 하겠습니다. 그때까지 행복하고 건강하세요. 감사합니다.